Xin trân trọng mời chào quý vị và các bạn. Minh Toàn đang đứng ở tại Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh, phường Tuần Châu ấy. Và hôm nay là Minh Toàn có cái việc xuống Tuần Châu. Hiện tại Minh Toàn đang đứng và đây là trước mặt chúng ta là cái đường mà vào Tuần Châu. Đường vào Tuần Châu này thì hai bên đường là biển và đằng sau lưng chúng ta là một cái chợ xếp rất là nhỏ. Nhưng mà cũng bán các cái loại hải sản tươi sống, nhưng mà nhỏ thì ít thôi. Và đây, mình thưa các bạn, trước mặt chúng ta là một cái mảnh đất trống để không. Và đây là những một mảnh đất mà được lấp từ mặt biển lên. Tưởng người ta lấy đất ở trên núi, người ta lấp xuống đây và thành một cái khu bãi đất trống như này. Khu vực này thì khi mà chúng ta về Tuần Châu thì khách du lịch thường thường là vào cái cảnh vào cái cửa Tuần Châu, chứ chúng ta không đi đến đoạn này nên rất ít người biết ở khu vực đoạn này. Đoạn này cũng có một số cái quán nhậu rất là bình dân, rẻ. Mà các bạn nếu mà ở gần khu vực này có đi Tuần Châu thì chúng ta có thể ra quán một số quán bình dân này, chúng ta nhậu rất là rẻ luôn, mà đồ tươi sống. Minh Toàn ăn ở đây một vài lần rồi. Còn đi lên đây khoảng 100-200 mét nữa là nó là cái rẽ phải là đường vào khu Tuần Châu. Đường đằng sau chúng ta, đường này là vào cái phường Tuần Châu, phường mà dân sinh sống ở trong phường này. Mặc dù ở Tuần Châu nhưng mà đời sống của người dân ở trong phường này cũng không được sầm uất lắm, cũng bình dị thôi. Cuộc sống rất là thường ngày của cuộc sống của chúng ta, chứ không phải cuộc sống xa hoa như trong Tuần Châu mà qua các video mà Toàn đã gửi đến các bạn. Trong Tuần Châu là cái khu du lịch rồi, nhưng mà cái đường này là đi vào cái phường Tuần Châu. Và bây giờ mình toàn sẽ đi ra phía ngoài đường cái này để gửi một số cái hình ảnh về cái đường Tuần Châu, đường vào đường Tuần Châu, cảng Tuần Châu cũng như là đường ở Hạ Long ngày nay đến các bạn. Và mình toàn có dịp và đi thẳng về phía ao cá Hạ Long. Đây, đi chúng ta đi thôi. Đây, các cái bà quán nhậu bình dân như thế này khá là ngon. Và nếu mà chúng ta vào đảo Tuần Châu là đảo quốc tế Tuần Châu thì chúng ta rẽ phải, trước mặt chúng ta là chúng ta rẽ phải là vào đảo quốc tế Tuần Châu. Đây là đường vào đảo quốc tế Tuần Châu. Bên cạnh cái đường vào đảo quốc tế Tuần Châu thì người dân cũng bán một số cái con như hàu, thu hài, vân vân như thế này. Du khách khi mà về với Tuần Châu thì chúng ta cũng mua, có thể mua ngoài đường này. Đây những con cua hải tươi sống đấy. Hàu, chủ yếu là hàu. Lúc chiều mình toàn đi tìm nước ở hai bên của cái đường vào Tuần Châu này nó cạn rồi, nhưng mà bây giờ nó bắt đầu nó có nước. Nước nó dâng lên. Đây bán hàu,
bắn thu hải, tàu thu hải. Hai bên đường này trồng trồng hoa giấy, các cây hoa này là hoa cây hoa giấy. Tần Châu thì là vừa núi vừa là biển luôn. Trước mặt là biển, sau lưng là núi. Đây, trước mặt chúng ta có một quả núi. Và đây là đầu đường vào đảo Tần Châu. Nhớ về Tuần Châu, chúng ta đã đi hết Tuần Châu. Và giờ chúng ta sẽ phải, rẽ trái chúng ta về Hà Nội, rẽ phải chúng ta đi Hạ Long. Đây là một trong những con đường mà trồng nhiều cây xoài nhất. Và có người thì bảo xoài, có người thì bảo không phải là cây xoài. Nhưng mà với cái lá này thì Minh Toàn cảm nhận là lá xoài. Cái đường này rất là rộng luôn. 2, 4, 6, 6 làn đường có một vỉa hè. Đây là một cái xe du lịch đưa khách đến Hạ Long du lịch. Ngã ba này là ngã ba Hùng Thắng. Chúng ta rẽ phải ở đây là chúng ta đi xuống trung tâm của thị trấn Bãi Cháy. Nếu mà chúng ta rẽ phải đường này là xuống trung tâm Bãi Cháy, khu du lịch Sun World của Quảng Ninh. Nhưng mà Minh Toàn sẽ đi thẳng. Đường đấy đang làm rất là vui luôn.
tối này mà không thơ ra gặp ổ gà phát cái bụng người đằng sau. Anh không biết. Đoạn đường này đang làm bụi không dám nói gì. Bến xe khách bay cháy, bến xe khách này cũng bé. Đây là ngã tư Âu Cá. Ngã tư Âu Cá.